Có nhiều anh em hỏi mua cây phục mới nhiều, làm sẵn 10 ly nhiêu luôn. Mình bán rất nhiều người. Tuy trong 10 ly mình mua cây phục mới mình làm lại 10 ly luôn, để cho nhúng nó đậm. Đi như phục ổ linh vậy, thiếu điều ngon hơn luôn. Phù hợp với thời tiết khí hậu Việt Nam, cây phục mà sao phù hợp thời tiết. Phục ổ linh nó của châu Âu. Nóng quá hư phốt hư đồ. Này châu Á có đi có nóng gì phốt đồ cũng hư. Người Việt xài đồ Việt. Đừng nói mấy ông Việt Nam chùm chế mà chế gì cũng được á, ngon hay không? Dạ ngon không, bỏ tiền ngu. Biết em là người bỏ tiền ngu á, nhiều lắm. Ngon em mới dám gắn cho người ta, bởi vì sao? Em là một cái tiệm sửa xe, dọn xe, mình dọn cho người ta chất lượng cao. Người này giới thiệu người khác mới ra người khách, còn em không quan tâm mấy trên mạng mấy anh nói gì đâu, đừng nói mắc rẻ với em, tại vì em quen rồi. Em làm xe. Anh em nè, muốn bỏ làm, không muốn anh em có thể kiếm chỗ khác rẻ hơn làm, những chỗ rẻ làm luôn ngon ha. Đó, còn em làm xe là đúng đồ, đúng chất lượng, đúng cái công sức em dành cho chiếc xe, em hiểu chiếc xe mà. Anh em thể thấy là hai anh này đang ngồi ăn canh cái ba ga, đến gắn cái ba ga. Ví dụ như nhiều người thấy mua ba ga giờ tưởng đâu gắn vô là xong, mà không phải đâu nha, gắn cái ba ga cũng là cả vấn đề á. Cây đắng á. Gắn ba ga hết 2 tiếng hồ á chưa vô được luôn á, chứ không phải là ngay đâu nha, tại vì sửa cho nó đúng từng ốp luôn nha, đúng ốp dưới nè, đúng ốp trên nè, đúng hai bát hai bên nè, quan trọng gắn ba ga, siết ba ga vô không bể dàn áo nữa. Đây là những cái giai đoạn kêu là gần cuối cùng. Đó. Rồi chào 500 em YouTuber. Rất vui khi gặp lại anh em. Thì hôm nay là mình sẽ giới thiệu cho anh em một siêu phẩm quay thái 110 đời 99 thắng đùm lên thắng dĩ và dọn lại là quay thái đời 2000. Thì hôm nay là thật sự khi mà mình review những cái gì mà nó đẹp và nó đã và chủ xe người ta hiểu về công sức của một người thợ dành cho chiếc xe thì mình rất là thích và mình sẽ tôn trọng điều đó. Thì ở đây á là khi anh Thắng thấy được cái xe này á thì mình có dọn cho anh Hiếu chân dài ở Long Khánh một xe giống vậy nhưng mà là bánh căm và thắng đùm. Thì anh Hiếu rất là thích và anh Hiếu nhờ mình dọn giống y chang xe đó. Nhưng mà cái này là phiên bản, mà phiên bản cao hơn. Là có nghĩa là trong thời gian vừa qua á, thì hai người này cũng là hai người khách mà kêu là rất là gắn bó. Anh Hiếu Long Khánh thì cái xe quay kia là từ những ngày mà mình mới chập chững mình bước vào nghề dọn xe. Thì mình sẽ có những cái xe sót mà kêu là không thể nào mà bỏ qua được. Nhưng mà người ta rất là thương mình. Người ta không những sửa một chiếc mà sửa tới 4 chiếc. Và càng vào sau thì mình sẽ càng cố gắng hơn cho anh Hiếu. Anh Hiếu còn những cái xe sau rất là đã. Thì tới chuyên mục của anh Hiếu thì mình sẽ review với anh Hiếu. Còn đây riêng về anh Thắng, mình sẽ đi vô chủ đề này. Thì trên cái xe này nó sẽ có những cái gì đặc biệt cho cái dòng quay thái 110 mà kêu là chịu người mê. Rất là nhiều người thích dòng xe này. Đầu tiên luôn, xe này là 110 sẵn, không phải lên 110. Thì khi mà một cái xe 110 thẳng sẵn mình dọn lại như vậy thì sẽ bao nhiêu tiền? Xin phép thưa anh em là xe này em dọn là sáu mấy triệu hay sao á, em không nhớ nữa, tại bữa giờ em dọn xong cũng lâu rồi mà em chưa quay clip. Thì tại sao mà sáu mấy triệu? Bởi vì xe này có những món đồ quá độc anh em. Mâm quay nai dinh chính hãng, lên thắng dĩ trước, đúng của 110. Nội hai cái đó không là thấy tốn mình là hơn 10 triệu à. Anh em nào mà chơi xe quay và nhất là dòng quay 110 này, anh em có thể hiểu là cặp mâm quay nai hiện tại Việt Nam mình mua rất là khó khăn. Đang nói mâm cũ mua rất là khó khăn. Và kiếm một cặp mâm cũ mà nó còn đẹp, nó còn liền và nó không có lỏng tăng bu, nó không có bị lỏng lưng bật đèn rồi rất là khó. Thì ở đây là mình săn được cho anh Thắng. Mình xin phép review bánh sau trước đi, tại vì bánh sau dễ thấy hơn. Thì các bạn có thể coi là về cặp bánh sau nè. Mình sẽ giới thiệu cho các bạn là một cặp bánh quay xịn luôn. Em trai có thể li camera xét vô từng cái chữ nghĩa. Ở đây á, chữ nghĩa nó rất là rõ nét. Nè chữ nè. Đó, chữ nghĩa thì nó rất là nét. Em trai qua đây nữa, quay qua đây để mà các bạn khán giả có thể coi được là đây. Nó là mâm Enken xịn luôn nè các bạn. Đây 1.7, 1.4 Enken. Đó. Ở đây là Honda. Đó. Rồi. Rất là đẹp ha. Thì tại sao á? Rồi qua đây lại, tại vì mình quay đây ngược nắng. Tại sao mà thấy rõ được vậy? Đầu tiên là do người thợ chứ nha. Mâm ở đây á là mình không có xả, mình sơn. Do người thợ sơn ở đây là người ta thực hiện rất là kỹ về phần mâm và mình ở đây mình cũng kỹ. Thì mình đã cân mâm trước nè.
mình xử lý cái mâm trước nè, tất cả mọi thứ trước thì người ta mới làm nền đẹp và người ta mới sơn đẹp được. Đó là một trong những cái quan trọng cho chiếc xe quay này. Giống như mình phải chuẩn bị trước hết, chứ đồ mình xấu quá kêu thợ sơn sơn đẹp nó cũng không bao giờ sơn đẹp được các bạn. Thì cặp mâm này hiện tại luôn á, nếu mà đúng á thì mâm màu gì, cái gấp màu gì thì cái má đùm nó sẽ màu đó, nhưng mà em thích cái má đùm nó màu đen đi theo cái này để ăn chi nó sạch, nhìn nó sạch và nó ngầu và nó liền. Thực sự là anh Thắng thì nó ở rất là gần mình và mình cũng trao đổi liên tục với ảnh, là mình hỏi là em sơn cặp mâm màu đen anh muốn cái má đùm màu bạc hay là muốn cái má đùm màu đen luôn. Anh nói là à, mình muốn cái má đùm màu đen luôn. Tại sao? Tây cũng thích như vậy và ổng cũng thích vậy. Cái tính cách của ổng có nhiều cái giống Tây lắm. Thì thực sự đúng luôn á, một cái xe quay Thái á thì cái má đùm nó sẽ đi theo màu cái gấp. Thì anh Thắng thì anh lại thích là cái má đùm này màu đen luôn, mà mình cũng thích vậy bởi vì nhìn cái xe nó ngầu và nó liền hơn em, và nó sạch sẽ, nó dễ vệ sinh nữa. Và khi nào mà anh em mà sử dụng một cặp mâm gì á thì thực sự rất là sạch. Và khi mà mình post clip này lên thì mình cũng góp ý anh em luôn là đừng có đòi hỏi sau này kêu dọn mâm quay nai đâu nha. Mình đừng có làm cho cái vấn đề nó đẩy lên là cái giá mâm này lên mắc, tại vì căn bản là cái mâm này nó mắc rồi, mua mâm cũ nó mắc rồi anh em. Đó là mình làm nữa, mấy ông bán đồ cũ đồ mấy ông bán mắc là mình mua không nổi nữa đâu nha. Rồi giới thiệu với anh em là nguyên bộ dầu, nguyên bộ tháng trước. Thôi xích xích ra đây một chút. Nguyên bộ tháng trước ở đây tất cả là mình mua mới, nguyên cụm tay tháng trên, dầu tháng trên là mình sử dụng mới hết toàn bộ. Camera rất là chuyên nghiệp, anh cảm ơn em. Em đứng cái góc đó anh bảo đảm mọi người sẽ thấy. Rồi em lia tới một chút xíu đi để mọi người thấy là cái này là mình mua mới nè. Nó sẽ khi mà một cái xe giá trị không, các bạn nhìn đây nè, đó cái này nó mới nó trong thì mình thấy được cái độ dầu để mà mình thâm nhớt. Rồi hai con ốc nè, tường chi tiết rất là rõ nét, có nhiều cái khi mình tận dụng lại nó sẽ không có được mica trong đồ vậy đâu các bạn. Rồi tiếp đó là mình sẽ giới thiệu cho các bạn xem phần heo dầu trước. Ở đây cái bánh trước cũng vậy nha, giờ bánh trước mình xử lý rất là kỹ như nè. Mình dọn xe này rất là lâu, mình dọn là từ trước Tết. Lâu là do anh Thắng anh không gấp, anh nhường cái cơ hội sử dụng những chiếc xe đẹp cho những cái người đam mê khác. Bởi vì anh muốn mình rảnh thì rảnh, mình trao chuốt con xe, mình trao chuốt tới từng cái chi tiết nhỏ. Là khi nè, ở đây nó có 5 con ốc cấy, thì trước khi mà mình bỏ sơn mình phải lấy 5 con ốc cấy này ra. Mình lấy 5 con ốc cấy này ra xong rồi á thì mình dặn con ốc khác vô lại để khi mà người ta sơn cái mâm nè. Nè, người ta sơn cái mâm các bạn thấy không, nó sẽ không có bị cháy, không có bị hư răng ốc đồ tất cả mọi thứ. Và chữ nghĩa nè quá đẹp các bạn. Enken, Enken là một cái thương hiệu mà về mâm là nổi tiếng nhất trên thị trường. 1.7, 1.2, 17, 1.2 đó là size á, bánh là bánh 17, size này là size 1.2, ở sau hồi nãy 1.4 hay gì đó. Cực kỳ đẹp, cái cầm mâm này đẹp ghê hồn lắm. Rồi dĩa thắng ở đây là full một cái dĩa thắng mới. Con heo này mình phải xào 3 con heo qua mình mới sử dụng lại thành một con heo này được. Đó lý do tại sao nó mắc, đó lý do tại sao nó đẹp. Các bạn muốn khi các bạn chỉ biết là à, nhìn một cái thành phẩm gì các bạn biết nó đẹp á, thì các bạn phải lật lại clip mình đi. Trong cái quá trình mình dọn cái xe này mình sử dụng rất là nhiều chi tiết. Một cái con heo này nó tới 30-40 chi tiết cho một cái con heo thôi, chưa tính tới là ốc dầu, lông đền dầu, dây dầu, bát dầu, tay thắng cầm dầu và ba cái bát ở trên này nữa. Nó rất là nhiều chi tiết khi các bạn muốn lên đúng 110 tháng dĩ. Có nhiều người người ta kêu khi mà thấy mình dọn những cái xe quay alpha quay ZX lên 110 hỏi anh Tây làm bao nhiêu. Thật sự là các bạn chỉ biết là hỏi làm bao nhiêu thôi, các bạn chỉ quan trọng là giá tiền, mà các bạn không hiểu là à, người ta bỏ ra công sức như thế nào, người ta làm những gì. Thì các bạn phải coi kênh của anh Tây Cu Niễn, bấm subscribe Tây Cu Niễn để mà theo dõi được chi tiết được những cái vấn đề về những cái xe mà mình thích, thì mình mới có được những cái hiểu biết hay nhất về chiếc xe. Ví dụ như là mua dàn áo 110 gắn lên không thì cũng là 110. Khi mà lên một cái xe quay 110 mà lên tháng dĩ thì mua đồ quay ZX quay alpha bỏ vô cũng là lên tháng dĩ. Nhưng mà cái này là mình đang nói là giới thiệu các bạn là à, hai con heo này nó là hai vòng tròn tách biệt, nó là một số 8 tách biệt, chứ nó không phải là dính số 8 dính vô. Con heo này là đúng con heo 110, nó chung với lại Full 1, 110, Nova là con heo này. Và khi đây khi mà cái này nè, không phải là tự dưng mà nó đẹp vậy đâu các bạn. Nó góc cạnh, nó sắc nét, nó không có bị bể, nó không có dập mẻ được. Lần sau mình xé bịch, mình mua từng cái chi tiết khác nhau để mình bỏ vô để mình có được một con heo. Mình mua 3 con heo thì nó mới ra được một con heo. Chị tính tiền khách mấy con heo anh em?
3 cộng 1 bằng 4 hả? Hay là 1 cộng 1 bằng 0? Mình xin phép thưa là em chỉ tính tiền người ta một con heo à. Đừng có nghĩ giá trị đồng tiền nó cao mà hãy nghĩ là cái đam mê người ta rất cao. Khi mà em quay những cái xe em á, đều với ánh nắng chân thực hết, và đang em lựa tầm là 4 giờ chiều là một cái ánh nắng mà đẹp nhất để anh em thấy được cái màu bạc nè. Lần này em trai, cái màu bạc giờ cái phuộc nè, sơn đúng bạc của 110 luôn em. Đó, cái phuộc là sơn màu bạc, nó có nhũ ở trong và hộp là hộp nhuyễn hay hộp bự nữa nha. Những cái ông già là sơn ông mới đành hơn lên 110, nhưng mà là hộp bự hay hộp nhỏ. Câu hỏi đó đặt cho 500 em YouTube comment vô content anh Tây Cô Niễn đi, để mà mình hiểu là 110 nhũ nó lớn hay nhũ nó gì. Quay ra ốc sâu nữa nè, con ốc sâu này nó phải màu vàng nè. Con ốc sâu này màu trắng là hơi sai sai nha. Con ốc sâu này em lượng ốc màu vàng luôn á. Cái này là mua chứ không phải là em si đại đâu. Rồi, tiếp đến mình sẽ giới thiệu 500 em YouTube là tem mặt nạ trước. Tem mặt nạ này nếu mà đúng đời xe này 99 thì nó sẽ tem đăng cương. Nhưng mà do em lên là dàn áo 2000 và bộ tem 2000 thì em sẽ sử dụng là tem này là tem trơn hết và không phải đăng cương. Và phần xi nhan chót đèn đồ đó, em đứng ở góc đó người ta sẽ thấy được là mình rất là đẹp ở khía cạnh này. Thì nếu mà anh em bắt rổ thì anh em nên gắn ba cái ắc nồng này vô, nếu anh em không bắt rổ thì anh em khỏi cần ba ắc nồng này. Thì mình sợ mất và sợ đạt thì mình sẽ gắn ba ốc này lên cho chủ xe luôn cho nó đẹp, mà mình thì mình quen nhìn về mình thấy nó đẹp, giờ chủ xe thay đổi làm sao đó là ý thích của chủ xe đó. Và chủ xe kêu mình là làm một cái điểm trắng vậy đó, mình làm theo ý anh chủ. Mình nhìn ở trước rất là ngầu, rất là thân thiện. Rồi thì mình xin quay góc này, mình sẽ review cho anh em coi về góc này. Ở đây là chủ xe người ta sử dụng là một cái ổ khóa zin. Thì sẽ có người thích ổ khóa zin, hoặc là có người thích ổ khóa 6 cạnh hoặc 8 cạnh. Em thì em thích 8 cạnh. Bởi vì sao em ghé ổ khóa zin, là ổ khóa zin này khi mà sử dụng thời gian á, anh em rút ra vô dễ rớt lắm. Thì khi mà làm một cái xe quay 110 vậy á, những cái này nó còn ôm hay không, có ôm mà phải có ra. Nhưng mà nó không cực bằng rim Thái thôi. Những cái chi tiết nè, bao tay, cầm công tắc, nút đề. Bởi vì có nhiều anh em chơi 110 là anh em sơn lại cầm này, hoặc anh em tận dụng lại cái này, mình mua mới hết. Bởi vì cái cầm này nó mắc, và cầm đề này nó cũng mắc luôn. Cái đồng hồ này mua mới cũng mắc luôn. Cái đồng hồ này mình mua mới, cho nên là cái xe dọn giá tiền cũng cao. Ông hình như cái xe này em dọn 71 hay nhiêu, 71 triệu hay nhiêu á. Nói chung là em không nhớ. Anh em mà muốn hỏi dọn xe 110 nhiêu á thì nó cứ tầm giá đó, 65 cho tới 75 triệu. Rồi em trai quay ở đây, đồng hồ cũ trả lại cho anh Thắng, lấy đồng hồ mới gắn lên. Đồng hồ cũ thì anh Thắng gắn cái quay anh pha ở nhà anh Thắng. Rồi nó quá đẹp, chiếu cái vô đồng hồ rồi, lấy nét cái ơi, thấy kim rồi tươi tắn không? Tại sao đồng hồ này là đúng Thái và em mua Thái, đồ Thái, từ rim Thái, quay Thái, nói chung cái gì Thái nó sẽ có hai khía cạnh, ba khía cạnh mới đúng. Một là đồ Thái tồn kho, hai là đồ Thái mới mua ở Việt Nam và mua ở chợ Việt Nam, chính xác là chợ Tân Thành mình đó anh em. Thì đồ ở Việt Nam mua ở chợ Tân Thành thì nó ở mức là vừa phải. Đồ Thái mua tại Thái nó mức là hơi cao. Đồ Thái mua đồ tồn kho là nó mức quá cao và không thể nào mua nổi. Nó nhiều khía cạnh lắm. Và Tây là người luôn lựa chọn là mua phụ tùng mới chính hãng. Thì nó sẽ có hai phương án, một là ra chợ mua, hai là mua đặt đúng bên Thái. Thì mình cũng hỏi người ta luôn, anh muốn mua cái kẽn này, kẽn Thái hay kẽn Alpha? Mua kẽn Alpha thì nó rẻ, mua kẽn Thái thì mắc. Kẽn Thái mua tại Thái hay là mua tại Việt Nam? Thích cái nào mua đó, và xin phép với anh em luôn nè. Cao su rất là dẻo anh em, kẽn này là đúng kẽn Thái mua ở Thái. Là dẻo cực kỳ, cầm lên nó khác, giá 1 triệu mấy lần. Còn mà kẽn quay Alpha thì như 300-400 à. Nó trên lên là gấp 3, gấp 4 lần luôn nha anh em. Thì mình được cái là mình rất là thẳng thắn. Anh em dọn mất tiền ít thì mình sẽ sử dụng tiền ít. Anh em mất tiền nhiều, mình sẽ sử dụng tiền nhiều. Tất cả phụ thuộc vô đồ chơi, đồ hiểu món đồ của chủ xe. Nội mà việc đơn giản khi mà các bạn thấy mình gắn một cái ba ga này vô á, mình cũng có một clip nhỏ mấy giây về cái ba ga này gắn vô, không phải gắn đâu. Khi các bạn gắn cái móc này vô cũng vậy, nhiều anh em gắn cái này vô á, nó bị bể cánh bẩn.
là do mình không biết cái kỹ thuật gắn cho nó đúng, nó không bị bể. Và khi mà trong cái xe này nè, anh xin phép nổ lên này cho anh em nghe thử nè. Nổ rồi đó, nổ luôn rồi đó. Thì mình nẹt nè, mình nẹt thấy cái xe nó dịu lắm, nó không có rung, nó không rần. Tại sao ông chủ xe hỏi, ủa mày muốn mày dọn cho tao có miếng cao su chống bẩn này luôn hả tay? Kêu có anh, bình thường mà, mấy xe này chuyên của em phải thích mấy cái nhỏ nhặt vậy nè, vậy nó mới là đúng là một cái xe. Khi mà ông tới ông nhìn vô á, trò móc tay ông rờ, ủa rờ chứ vậy, thằng tây nó dọn cái xe chứ không phải là ngoài đường dọn. Thằng tây dọn, thằng tây hiểu hết mấy cái xe nó có gì, đừng có soi cái xe quay pha lên quay 110 nhìn còn không ra mà sao mà đúng cái xe 110 mà mình dọn tiệt cơ sai được, không có đâu, không sai nha. Rồi nè, nắng lên lại nè, nhìn nè, cần số này mình xi bóng lại nè, cần đập thắng nè, camera có thể quay vô nè, bụi ở đâu thấy rõ đó luôn, là biết là ảnh thắng rất là chân lật. Bóng không, bóng cực kỳ luôn á đó. Từng khía cạnh nha, kêu là đẹp không góc chết đó anh em. Bô đây mình sử dụng cái bô mới 2543 mới, đít đen, đít đen là đít rồi sau đen nè Ti đó. Thấy chưa, là kêu là đít đen thì cũng do chủ xe thích đít xì, nó đít xì thích đít đen, kêu đít đen. Thích nào làm đó, không thì tự tay quyết định. Để chi, để mà cái xe đẹp, và khi mà em dọn quay thái 110 là em lên cái chân dài đó, đẹp mà ngầu đó. Em rất thích cái chân dài, cứ xe đen cái chân ngắn là em lên cái chân dài, trừ khi chủ xe bắt em để cái chân ngắn thì mới để cái chân ngắn thôi. Cái xe nổ thì thầm, nhiều người bỏ số tiền ra mấy chục triệu, 70-80 triệu, hoặc là 200-300 triệu, 300-400 triệu mà cái xe cái máy chạy không ngon thì cũng thua. Cái xe có nhiều người theo cái trường phái là cái xe mua giờ để dựng, hoặc là dọn cái xe xong để dựng. Dạ em không có, bỏ ra số tiền 60-70 triệu để em dọn cái xe quay, lại xe phải chạy được, đi được, đụng một chuyện chạy ra bấm cái là nổ, xe đang nổ luôn nè. Rồi em cho anh nghe tiếng bô nè, quá đã. Phục Sam lên 10 ly rồi các bạn. Có nhiều anh em hỏi mua cây phục mới, nhiều người làm sẵn 10 ly nhiêu luôn, mình bán rất nhiều người. Ti trong 10 ly, mình mua cây phục mới mình làm lại 10 ly luôn, để cho nhúng nó đậm, đi như phục ổ linh vậy, thiếu điều ngon hơn luôn. Phù hợp với thời tiết khí hậu Việt Nam, cây phục mà sao phù hợp thời tiết. Phục ổ linh nó của châu Âu, nóng quá hư phốt hư đồ. Này châu Á, có đi có nóng gì phốt đồ cũng hư. Người Việt xài đồ Việt, đừng nói mấy ông Việt Nam chùm chế mà chế gì cũng được á, ngon hay không. Dạ ngon không, bỏ tiền ngu. Biết em là người bỏ tiền ngu á, nhiều lắm. Ngon em mới dám gắn cho người ta, bởi vì sao? Em là một cái tiệm sửa xe, dọn xe, mình dọn cho người ta chất lượng cao. Người này giới thiệu người khác mới ra người khách, còn em không quan tâm mấy trên mạng mấy anh nói gì đâu, đừng nói mắc rẻ với em, tại vì em quen rồi. Em làm xe. Anh em nè, muốn bỏ làm, không muốn anh em có thể kiếm chỗ khác rẻ hơn làm, những chỗ rẻ làm luôn ngon ha. Đó, còn em làm xe là đúng đồ, đúng chất lượng, đúng cái công sức em dành cho chiếc xe, em hiểu chiếc xe mà. Và ví dụ khi em không hiểu á, em quay YouTube em nói là cả thế giới người ta coi chứ không phải là một mình em coi. Khi mà người ta coi, người ta biết em nói sai, ê Tây chỗ này sai nha, người ta góp ý cho em rất là nhiều. Từ miền Tây nè, miền Bắc nè, miền Trung nè, ai em gọi chỉ em á. Anh em so xe này với lại so lại cái xe của anh Hiếu Long Khánh, em làm sai sót rất là nhiều. Sai nhiều em sẽ sửa nhiều, em sửa nhiều em lên tay. Em là một người chấp nhận em sai và em không thích người ta khen em. Các bạn cứ chơi đi, khi mà các bạn chơi em là em đã dần sửa đổi bản thân em á. Cho nên những anh nào mà anh chơi em á, em tiếp thu hết đó, em không coi mấy anh kẻ thù đâu. Em coi mấy anh là ân nhân của em á, để mà em có được những cái xe đẹp như vậy. Rồi em quay qua đây nè, em giới thiệu cho các bạn coi nè. Nè em xài đồ gì em nói đồ đó. Ví dụ như các bạn mua một miếng tem bọc xích đó, kêu là miếng tem bọc sơn á, đúng không, tồn đúng không các bạn, hai mua 2 triệu mấy một miếng cái miếng tem á, thì em xin thưa cái này nè, em sử dụng tem thái mới thôi, cũng quay 2.4 này, tem này nè. Ví dụ các bạn bỏ 2.5 triệu ra, các bạn mua miếng tem này, bởi vì miếng tem này tuyệt chủng, thì em mua một cái quay thái 2.4 thôi. Bởi vì người khách thực sự là, các bạn đừng có nghĩ là phải dọn cái xe đúng hết, khi mà cộng bill ra các bạn nổ mất hồn. Cái xe này nguyên xe chạy tới em không có dần áo mà, nói chung có xét không á. Em dọn xe không là đã 60-70 triệu rồi. Rồi bắt đầu là thích nè, thích này tồn nè, thích kia tồn nè, thích cái bô tồn nè, cái bô tồn 10 mấy triệu nè, cái tem tồn nè, một cái tem quần què này không bán 2 triệu mấy mua gì nói. Chắc gì không có mua á. Không có được các bạn mua nha.
cây đắng cuộc tình lắm đó. Còn tim này là tim tùng hay tim mới đều y chang nè. Rồi còn khi mà một cái người mà biết đá quay thái sao nè, 4 ấp số 10 nè, 1 2 3 4, 4 ấp số 10 hết đó. Hai con trong là 4 ấp số 10. Ốc cái chân số 10 nè, 1 2 đó. Và nó có cái lông đền ở đây nha anh em, nó phải có cái lông đền ở đây, nhớ có lông đền đó. Ba ốc số 1 2, ba ốc số 10, ba cái lông đền, ba cục cao su, ba cái nòng ở trong đó, nhớ lưu ý ha. Lò xo là phải màu vàng, lăn lê bò lót xuống, lót xuống đây luôn đó, chiếu thấy ốc sẽ nhớ màu vàng không, cho nó đúng cái đó anh em. Nó mua cái xe chi mà 60-70 triệu mà xe cũ, trong khi đó anh tay dọn lại có 70 triệu à, cũng cái xe đẹp quá chân đẹp, đúng từng con ốc luôn mà chết thôi, không có sống nổi. Mua một cái xe cũ mà giờ còn đẹp á, 60-70 triệu, còn không là bình là 40-50 triệu, mà nó không phải luôn á. Thực sự là đúng là mơ thì mơ thiệt, mà giá trị thiệt, nhìn nó có nét hay, nhưng mà giá trị nó cao quá rồi thôi. Giờ mua lại cái xe về dọn 60-70 triệu mà còn đẹp hơn, chạy ngon hơn nữa, số má máy móc đồ luôn, tất cả mọi thứ mới hết, mới 100% luôn, sao không đã. Tới nỗi mà giờ cái lường hai tem á, giờ em còn làm lại được nữa nè. Đây là lường hai tem nè, nó có hai miếng tem, tem này là đúng tem tồn kho nè anh em, tem này là đúng tem tồn kho nè đó, tem này là tem Vinh luôn nè đó. Mà giờ thằng Tây nó làm còn được nữa, ngại gì mua cái xe mà 60-70 triệu mắc quá, đấu nổi với cái xe mới không. Xe này em dọn full mới hết luôn á, quá đã. Để vậy nè, 5 năm sau hơn, vô nhà bạn tới chơi uống cà phê, đồ mà ốc ác đồ xuống màu hết, nó cũ á nha, nó cũ đều xuống hết, nó chết đi ở đâu mà sao trong nhà mày mà còn một cái xe quay thái mà đẹp dữ vậy thắng. Cha xe này dữ á, má nó dinh hết luôn mày. Quay này quay đồ 2 ngày mà sao có bánh mâm ta. Đù má mà nè. Giờ ra nè cô nè. Đó. Trời ơi, quay giờ phía này thấy chữ Enken Endo 1.2 đồ. Cốc km này mắc cực kỳ nha. Cốc này nè, mắc lắm. Em tận dụng lại, em thay nhông thay ruột đồ trong hết, em xài lại cốc cũ của chủ xe. Mà nói không phải luôn á, đó ngồi xích xích ra một chút để mà anh em thấy nè. Xích ra một chút nữa ơi. Má cái xe này mà làm thắng dĩ mà đi cặp vỏ Dunlop nè, Dunlop này, Dunlop trên 900 chữ vàng nè, đù má nó độc quá. Nó hài hòa với xe, lúc đầu là em có thay một cặp vỏ khác, em vỏ IRC, nhưng mà vô xe này nó không đẹp, nó không hài hòa, nó cao xe lên lắm. Mình chuyển phương hướng qua liền. Mình chuyển phương hướng qua, mình xài cặp vỏ Dunlop trên 900 liền. Má cực kỳ đẹp đây, Dunlop trên 900 nè. Chỉ vàng. Nó hài hòa xe, nó thấp cái xe xuống lại liền. Thì cái cặp vỏ kia à, bỏ ra rồi sao? Ai chịu lỗ, tôi chịu lỗ sao? Bình thường, cái xe đẹp là được. Ông Thắng này, ông có những cái đam mê mà chung với tôi mà kêu là nhức nách. Nhức nách. Tại sao mà nhức nách? Ông hiểu. Mình ngồi mình chà cái đầu lòng đồ cho ông á. Vừa ngồi quay clip mà 4-5 thằng thợ mà ngồi chà. Ông nổ tin nhắn một cái beng. Gửi mấy thằng thợ uống cà phê nha em. Dạ em cảm ơn anh, cho thẳng mấy thằng thợ luôn. Nói vào đầu lòng. Không có gì mà cay đắng mà đầu lòng đất đỏ hết. Mà các bạn thấy nè, công sức của người ta nè, ngồi rửa bộ đầu lòng mấy ngày trời, từ cái bình xăng, từ cái cô dơ, từng con ốc ở trong, ô cao su kẹp lòng đồ có đầy đủ luôn, cao su trái bơm đồ. Đây nè, quay lên đây nè, cao su trái bơm nè, thấy chưa, cao su lòng đồ ô tùm lum tà la đó. Sao mà đồ dinh không gì, đồ dinh mà đồ dinh mới mua có, còn tội tình gì đâu mà phải mua đồ tồn kho các bạn. Chỉ tôi thích tiếng kèn điện thái, rồi tôi gắn cái kèn điện thái vô đã đó. Ngồi lên xe nè, đây á là một trong những người thôi mình cũng không dám nói, nói chung nói đại là mình dọn xe rim cũng rất là nhiều, nhưng mà mình lại thích xe quay. Mình em 4 cái xe quay mà giờ 3 ngón rồi, tại sao còn một xe nó ghê lắm mà không nằm trong xe quay được. Em đang có là một cái quay 110 thắng dĩa, cái số máy số sườn là MTE. Em có một cái quay 110 thắng đùm là ME. Em có một cái quay thái 100 đẹp cực kỳ, và em sẽ dọn hết ba xe đó luôn, em sẽ quay cho mọi người coi sau. Và em có thêm một cái xe quay nữa mà em không tính nó là cái xe quay là tại vì sao, bởi vì nó là quay Supra 100 máy liêm thái.
giờ kêu Supra đâu có chịu, tại vì nó là SG Supra đó, là ông chủ xe này ông bán cho em luôn á các bạn, xe đẹp lắm. Thì nếu mà thực sự em có thời gian em sẽ dọn lại và em review cho anh em coi một cái xe quay SG Supra. Nên em không tính là cái xe quay là vậy, nó là SG Supra, nó không có tên quay, nó nếu mà đúng luôn là nó sẽ của Indo và nó là xe nhập. Tiếng máy đã quá. Ê máy. Thì mình nói các bạn nè, ví dụ như á, khi mà làm xe cho một cái người, người ta cũng hiểu về xe, cũng am hiểu về xe, mình thật sự rất là khoái và rất là đã. Bởi sao? Chung niềm đam mê. Còn khi mà mình dọn xe cho một cái người á, mà người ta không hiểu về xe á, thật sự á, là cái đó thành làm việc kinh tế rồi. Người ta sẽ nói một câu là anh Tây làm sao cũng được hoặc gì đó. Khi mà người ta trả tiền cho mình á, người ta chỉ biết là người ta trả tiền 6-70 triệu, người ta không có trân trọng mình. Thì làm nghề nào cũng vậy, nó sẽ có lương tâm nghề nghiệp hoặc có đạo đức nghề nghiệp hoặc là có cái nhân phẩm của mình. Mình muốn là người khách người ta tôn trọng mình chút, người ta hiểu là mình dành rất là nhiều tâm huyết cho một cái xe để mà dọn. Một cái xe mà các bạn dọn, nếu mà nói dọn 1-2 tháng á, thì thật sự là chắc là có nhiều người người ta làm được lắm mà em làm không được. Các bạn nội mà em thấy em xử lý dàn chân á là đã hết thời gian công việc của em à. Dàn chân là gì, hao mâm thấy dở không đúng không? Tháo từng con ốc thắng dĩ trước, cân cái mâm lại, bắn két cái mâm lại, vệ sinh sạch sẽ lại, rồi đi lót lại, đi sơn lại, làm nền lại. Vô cặp vỏ IRC thấy không hợp phải bỏ cặp vỏ IRC ra, vô cặp vỏ Dunlop T900 chữ vàng là đây. Chữ vàng nè. Kêu là Dunlop T900 chữ vàng là vậy đó. Đó, ở sau đây nữa là Ti. Kêu chữ vàng là vậy đó. Rồi bắt đầu săn lùng từng con ốc, săn lùng từng con tem. Ốc ở đây á, thực sự á, là em không có chơi đồ tồn kho, nhưng mà em phải mua, phải kiếm lại những ốc dinh trên xe á. Em xi lại, em ram lại. Đồ này có đâu khó nè, cốn chấm bi đúng không? Em cốn chấm bi nè. Hai ốc này khó đúng không? Em đúng hai ốc dinh luôn á, đẹp long lanh xuất sắc luôn á. Nói thì bây giờ anh em nếu mà nói dọn một cái xe á, như em đang dọn xe này bây giờ, thôi bây giờ em nói đại em dọn xe này 75 triệu đi. Em không nhớ giá, thì giờ em nói đại 75 triệu đi, anh em sẽ so sánh đúng không? Ở dưới quê tao có dọn một cái xe 6-7 triệu đầy dạ. 6-7 triệu đi con heo gì vậy? Đi ốc dĩa gì vậy? Rồi đi cặp phục gì vậy? Nói giờ cặp phục mới nhớ này, nó tốn tiền cái này lắm các bạn. Cặp phục này là cặp phục mã KET. Nó có chữ KET ở trong nè. Quay sao thấy được chữ KET á. Đó, lấy nét đi. Cặp phụ này là hai cây đều là mã KET hết, qua đây quay qua luôn cho mấy tháng thấy. Cặp phụ của em là mã KET. Và em làm xe cho những người này là người ta không có cần là trên mạng. Người ta chỉ biết là người ta chơi đúng đồ đúng chất lượng là được. Người ta không có quan tâm là giang hồ nói như thế nào và nói ra sao hết đó. Bởi vì người ta hiểu cái giá trị món đồ. Người ta hiểu hơn em lận. Tại sao người ta hiểu hơn em nè, em mở đây lên nè. Em chỉ nói là do anh thích hoặc anh không thích thôi. Nhưng mà người ta nè, năm con ốc này đi, thì mình xin phép hỏi anh em là năm con ốc này á, là 3 trắng 2 đen hay là 5 đen? Và tại sao em quýnh này là 5 đen? Em quýnh 5 đen là do chủ xe thích. Chủ xe thích 5 con ốc màu đen. Mày quay cái góc đó tao thấy hay quá Ti, đẹp. Quýnh 5 đen là chủ xe thích. Chủ xe nói anh thấy mấy xe kia em dọn là 3 trắng 2 đen, nhưng mà anh thích 5 ốc màu đen. Đúng, 5 ốc màu đen là từ đời 2000 trở xuống. Còn 3 trắng 2 đen là 2-1 trở lên. Xong, anh thích nào em chơi đó nè. Không phải là người ta không có tiền, nhưng mà cái hay của mình nữa là vậy nè. Em tận dụng này được. Dỡ cái xe này lên á. Ủa, vô nhà uống cà phê xong chơi buồn buồn dỡ lên coi thử cái xe hả? 599, 599, cái yên 599 nè. Em xin phép ấp yên xuống nè. Mút nè. Cái mút dinh trên xe nó còn lúng nha. Nhà mút này không lúng. Cái form yên nè, da yên nè, quay góc cạnh ở đây, đứng đây quay góc cạnh nè. Y chang dinh 100%. Mua cái yên tồn kho á, gần chục triệu. Phải liệu đúng cái yên dinh không? Hay là bị thuốc vô mua cái yên lô? Trong khi đó cái yên này là đúng trên xe luôn. Em lấy cái yên trên xe em đi làm lại. Đẳng cấp của thằng làm yên chứ không phải đẳng cấp của em.
đẳng cấp của em là em tìm được cái anh đó, anh đàng hoàng, em tin tưởng, em giao niềm tin của em. Giống như là người chủ xe, người ta thấy à, tay con Niễn nó dọn xe được, có sao nói vậy, ta giao niềm tin gì đó. Thì em thấy ông làm yên này đẳng cấp, giao cái yên cho ổng, không những một cái yên cũ, nhưng mà cái khuyết điểm mà các bạn phải lưu ý là vậy, cái yên không có đem đi xi lại được, nó sẽ có cái miếng sắt này nè, đó, nó cũ hơn. Còn nếu mà ai chơi sợp nữa thì mua một cái yên mới, quay pha, lấy mấy cục cao su này nè bỏ vô. Tại cao su này á, nếu mà trong hãng luôn nó không có bán cái cao su này không, nó bán nguyên yên. Thì mấy cái xe rim em có chơi vậy à nha, mấy cái xe rim là em mua nguyên cái yên quay super luôn, yên super luôn, em lấy cao su ra em bỏ vô yên, em thấy chơi vậy á nó mới đã. Bởi vậy cho nên hỏi tại sao tiền nó cao, cao là cao hơn thị trường đó các bạn, so với giá trị món đồ mà cái xe nhận lại được á, nó rẻ rất là nhiều. Em xin phép em dám khẳng định luôn, cao là cao hơn giá thị trường thôi. Mà nói thì không phải, thị trường bây giờ hiện tại luôn Việt Nam mình có người dọn cái xe mấy trăm triệu lận, nhiều người lắm. Em dọn vậy là bình dân á, em nói thiệt. Tại vì ví dụ như là khi mà em làm YouTuber thì em gặp được nhiều người trên thế giới, Việt Nam, nước bạn đồ. Năm nay là các bạn sẽ coi em có dọn xe bên Campuchia, bên Mỹ, bên Úc. À, năm trước thì cũng làm mà. Nhưng mà bên năm nay Campuchia gỡ qua em làm cũng nhiều. Thì mình mới thấy mình nhỏ bé lắm. Bởi sao? Ở trong Việt Nam mình á, nước Việt Nam mình thôi là đã có nhiều người dọn những con quay tồn kho 400-500 triệu rồi, 200-300 triệu cũng có. Và những cái người mà người ta dọn những cái xe mà full kiển đồ á, mấy xe full kiển dọn 1 tỷ có luôn. Thời cái thằng chủ xe nó đăng lên nó nói dọn 1 tỷ á, bị giang hồ chém quá chừng. Nó nói không tin, nhưng mà thiệt, nội cặp mâm cặp heo không là hết 80-90 triệu. Ơ, cặp mâm không là đã 100 triệu rồi, hai con heo 100 triệu nữa. Nói chung là sẽ khủng lắm, mình không có dám nói tới, bởi vì mình không có theo trường phái xe dọn kiển. Mình là trường phái là một cái xe vinh đó, em thích dọn vinh nhẹ nhàng vậy thôi, kêu em dọn kiển em cũng không có làm đó. Cho nên là các bạn đừng chém gió em, mà các bạn giống như coi đây là có một thằng khùng đang nói về một chiếc xe. Các bạn cảm thấy mà cái sở thích của em nó chung sở thích các bạn bỏ xe em dọn. Các bạn thấy con người em tính cách nó trùng với tính cách các bạn bỏ xe em dọn. Bởi vì khách em có rất là nhiều người là người ta không còn dọn một cái xe nữa, mà người ta mến em, người ta bỏ xe dọn. Bởi vì khi mà các bạn dọn một cái xe á, đừng có nói tiền. Người ta thích là người ta bỏ 4 xe người ta dọn cùng lúc. Người ta thích là người ta bỏ, người ta làm và người ta không có sử dụng xe đó nữa. Nhưng mà em đều đem lại cái hiệu quả cao nhất cho chủ xe. Cho dù người ta tới lúc mà người ta cần, người ta bóc cái xe lên, người ta chạy, à người ta biết là cái xe này hàng tay nó làm ok, chạy được, là vậy là thôi, thành công. Em không cần đòi hỏi nhiều, và em xin phép thưa luôn, mà khi mà coi kênh của em á thì em không dành em dọn xe đẹp hơn ai, em xin dành là em dọn xe xấu nhất Việt Nam đi, nhưng mà em sẽ làm bằng cả tấm lòng của em dành cho mọi người. Thì khi mọi người coi kênh của em thấy hay, thấy vui, thấy đồ, thì mọi người bấm subscribe, đăng ký cho kênh Tây Cô Niễn, để mà kênh Tây Cô Niễn á vượt mốc, ủa hiện tại là em vượt mốc 2 triệu lượt theo dõi rồi mà, gì 200 ngàn lượt theo dõi rồi, quá nói 2 triệu chết, chém gió quá không được. Thì giờ em nó vượt mốc 200 ngàn rồi, ráng sao cho năm nay em lên 300 ngàn đi. Đăng ký kênh Tây Cô Niễn, em cũng có trên TikTok luôn em, em mới trên TikTok nữa, em lên kiếm chữ Tây Cô Niễn trên TikTok á, có em trên đó. Em cũng mới lấn sân sang TikTok, em thành TikToker rồi. Vậy chào 500 em YouTube, chúc 500 em YouTube có một buổi tối vui vẻ, mạnh khỏe, an lành bên gia đình. Chào mọi người.